Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-su mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật, ta nói cùng người. Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi, ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Sư Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giê-su đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép bắp tem. Giăng cũng làm phép bắp tem tại Ê-nôn gần Sa-liêm, vì ở đó có nhiều nước. Người ta đến đặng chịu pháp bắp tem. Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tin sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa Thầy, kìa, người ở cùng Thầy bên kia sông Giô-đanh mà Thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép bắp tem, và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Nếu chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói. Ấy không phải ta là đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trên trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban thánh linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con,
và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.